Chứng khoán là gì? Cổ phiếu là gì? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tri thức Quanh Ta. Bạn là một người thích làm giàu bằng lao động chân tay, công việc trí óc, hay là người yêu thích mạo hiểm bằng việc đầu tư kinh doanh? Nếu bạn sở hữu một bộ ốc hợp với công việc đầu tư, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đầu tư vào chứng khoán cổ phiếu hay chưa? video hôm nay chúng mình sẽ giúp những bạn nào đó đang có ý định dấn bước vào thị trường này hiểu rõ hơn về nó. Đi cùng tôi đến cuối video nhé. Nào bắt đầu thôi. Trước tiên, để khỏi dài dòng, tôi xin được giải đáp ngắn gọn chứng khoán là gì? Hiểu đơn giản thôi nha các bạn. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Có thể đơn giản hơn nữa, chứng khoán là một trong những kênh đầu tư kiếm tiền và thị trường chứng khoán là nơi giao dịch, nơi kiếm tiền từ chứng khoán. Ok, vậy nó bao gồm mấy loại? Trả lời luôn cho các bạn nè. Chứng khoán bao gồm các loại cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Trước khi vào phân tích mỗi loại, tôi xin được chỉ ra những đặc điểm cơ bản của chứng khoán. Đây chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều nếu đang có ý định đầu tư đó. Đặc điểm thứ nhất, tính thanh khoản hay còn gọi là tính lỏng. Chứng khoán có tính lỏng cao hơn so với các tài sản khác, thể hiện qua khả năng mua bán trên thị trường. Các chứng khoán khác nhau có khả năng chuyển nhượng là khác nhau trong đó cổ phiếu có mức thanh khoản cao nhất tiếp theo là tính rủi ro chứng khoán là tài sản chính mà giá trị của nó chịu tác động lớn của rủi ro rủi ro thị trường rủi ro lạm phát rủi ro chính trị và cuối cùng là tính sinh lợi chứng khoán là một tài sản tài chính mà khi nhà đầu tư sở hữu đều mong muốn nhận được một thu nhập lớn hơn trong tương lai thu nhập này có được từ cổ tức được chia hoặc việc tăng giá chứng khoán trên thị trường. Như vậy có nghĩa là ta có thể rút ra kết luận rằng Đầu tư vào chứng khoán bên cạnh sự tính toán là cần phải có một chút liều lĩnh vì rủi ro đôi khi vẫn xảy ra. Do đó mà lúc đầu video tôi có gọi đây là một cách đầu tư mạo hiểm cũng vì thế. Rồi, quay trở lại với những loại chứng khoán mà tôi vừa kể sẽ ở trên. Tuy nhiên, trong video này thì trong các loại đó, tôi sẽ chỉ nói về cổ phiếu thôi, vì đây là loại chứng khoán phổ biến nhất trong bốn loại đó. Đầu tiên, vẫn như thường lệ, để các bạn dễ hiểu, tôi lại vẫn định nghĩa về cổ phiếu một cách đơn giản nhất nhé. Cổ phiếu là cái giấy xác nhận bạn có sở hữu cổ phần của một công ty cụ thể. Nó có thể là chứng chỉ hoặc bút toán sổ sách, dữ liệu điện tử, xác nhận là bạn là cổ đông, bạn đang nắm cổ phần và đồng chủ sở hữu của công ty. Và một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán có thể có từ vài trăm cổ đông đến vài trăm ngàn cổ đông, miễn cứ nắm cổ phiếu thì bạn được gọi là cổ đông. Đó, lại biết thêm về một khái niệm về cổ đông nữa phải không nào? Khi đã nắm cổ phiếu trong tay rồi, các bạn lưu ý đến một số điểm nhé khi bạn nắm cổ phiếu bạn không có quyền muốn làm gì với công ty thì làm công ty là một pháp nhân nhưng khi chi lãi quyền biểu quyết bạn có quyền tương ứng với tỷ lệ phần trăm mình nắm giữ bạn nhớ công ty là một pháp nhân nhé chẳng hạn như chúng ta hay nghe nói tập đoàn vingroup với vinfast vincity vinmark là của tỷ phú phạm nhật vượng điều này là hoàn toàn không đúng đâu nhé phạm nhật vượng là một cổ đông có số lượng cổ phiếu rất lớn của vingroup mà thôi ông được đại hội cổ đông bầu trong cương vị lãnh đạo để quản lý và đưa ra những quyết sách của vingroup vingroup nó tên rõ ràng nó là một pháp nhân nên nó sở hữu tài sản của mình chứ không phải phạm nhật vượng sở hữu tài sản của vingroup cho dù ai đó sở hữu đến 50% cổ phần dẫn đến quyền sở hữu 50% của một công ty nhưng nó không cho cổ đông quyền sử dụng tòa nhà, thiết bị hay tài sản của công ty. Vậy, đầu tư cổ phiếu được gì? Đây đây mới là những quyền lợi và lợi ích khi bạn đầu tư cổ phiếu nha. Vì bạn nắm giữ cổ phần của công ty nên bạn có quyền tham gia các quyết định hoạt động của công ty và hưởng lợi nhuận từ công ty dựa vào tỷ lệ phần trăm mình nắm giữ bản chất của đầu tư cổ phiếu là hoạt động kinh doanh và đầu tư nếu bạn có kiến thức đúng kiểm soát tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của mình thì cổ phiếu chứng khoán là kênh đầu tư tuyệt vời đó chúng ta so sánh với thị trường bất động sản thì cổ phiếu dễ mua và dễ bán hơn rất là nhiều luôn giá dụ bạn nắm vài chục tỷ 100 tỷ đồng cổ phiếu gồm nhiều mã trên sàn như danh sách VN30 thì bạn vẫn có thể bán nó trong một ngày, thậm chí một tiếng đồng hồ là xong là ok luôn nha. Wow, nghe có vẻ thích thú quá phải không các bạn? Có lẽ sau khi thực hiện video này xong, tôi cũng sẽ đầu tư vào thị trường này thôi. Nhưng chẳng lẽ đầu tư cổ phiếu không có hạn chế gì hay sao nhỉ? Ồ không, chắc chắn phải có vì đã gọi là đầu tư cơ mà, thì may rủi là cụm từ song hành cùng nhau, cùng tôi tìm hiểu nhé. Hạn chế đầu tiên có lẽ phải nói đến là cổ phiếu không có kỳ hạn và không hoàn vốn. Cổ phiếu của công ty nó sẽ tồn tại mãi mãi nếu công ty còn hoạt động, trừ trường hợp ai đó mua 100% công ty. Cổ phiếu không phải là sổ tiết kiệm vì vậy nó không có kỳ hạn. Bạn cũng không thể bắt buộc công ty mua lại cổ phiếu của bạn và hoàn vốn cho bạn. Lưu ý nha! Hạn chế thứ hai là tính rủi ro cũng khá là cao đó. Vì giá cổ phiếu rất dễ biến động nên nó được xem là rủi ro cao. Cổ phiếu riêng lẻ, một ngày cổ phiếu có thể tăng 10% hoặc giảm 10%, nhưng đa số thời gian dao động trong biên độ hẹp. Ngoài ra thì cổ phiếu có tính tư bản già, thể hiện nó là giấy tờ có giá, có giá trị như tiền khi phá sản thì cổ đông là người được chia cuối cùng sau khi công ty thanh toán xong các khoản nợ điều này là đương nhiên rồi phải không nào rồi phần cuối của video là một chút góp ý đối với những bạn nào đang mong muốn chơi chứng khoán trong chứng khoán bạn có thể nhắm mắt mua bất kỳ mã nào đó nhưng đó là cách không sớm thì muộn bạn sẽ thua lỗ đó chỉ là một phép thử vận may mà thôi, đừng giả dột đầu tư theo kiểu đó nha các bạn. Các bạn cần phải tiếp cận những kiến thức đúng về đầu tư mà các kiến thức đó phải được khởi tích từ những kiểm nghiệm nhiều năm. Thứ hai, các bạn phải học hỏi từ những nhà đầu tư giỏi nhất của thế giới, từ đó xây dựng một chiến lược đầu tư đúng khoa học và tuân theo nó. Nhớ nha, không được nóng vội đâu nha tiền của các bạn sẽ rất dễ không cánh mà bay vì sự vội vàng đấy. Video đến đây cũng xin khép lại chúc các bạn có những cuộc đầu tư suôn sẻ, trót lọt và thăng hoa. Nhớ đồng hành cùng kênh YouTube Tri thức quanh ta mỗi ngày nha. Xin chào.